Và lúc này ở các tỉnh Nam Trung Bộ thì những người nuôi tôm hùm, loại thủy sản vốn có giá trị kinh tế lại đứng ngồi không yên khi mà giá tôm hùm đang rất thảm hại. Chuyện bấp bênh trong giá cả nông sản không phải là mới, nhưng điều mà nhiều người bức xúc đó chính là ngày càng thấy rõ các chiêu thức không thể chấp nhận được trong cách thu mua tôm hùm theo hướng ép giá nông dân. Phóng sự thực hiện tại vùng nuôi tôm hùm Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa là một trong những vùng nuôi tôm hùm lớn nhất trong cả nước. Mỗi ngày, tiền thức ăn cho mỗi con tôm hùm như thế này không dưới 10.000 đồng. Thêm một ngày giữ lại tôm hùm không xuất bán cũng đồng nghĩa chi phí nuôi tăng thêm. Nhưng đó chưa phải là lo ngại lớn nhất. Giữ lại tôm hùm, người nuôi đối mặt với rủi ro tôm chết. Tỷ lệ tôm chết lên đến 30% ở những vùng nuôi như xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Còn nếu bán tôm hùm cho thời điểm này, nông dân cầm chắc lỗ vốn. Chưa khi nào tôm hùm lại rớt giá như lúc này. 1 kg tôm hùm hiện chỉ còn 1,2 triệu đồng, thấp đến 800.000 đồng 1 kg so với thời điểm giữa năm ngoái. Một con tôm giống đó là 400, mà tiền mồi ăn đó là cũng phải 400, nó phải 800. Mà hao hụt như thế thì cái giá bây giờ thì bà con chỉ có lỗ chứ không có lời. Tôm hùm rớt giá không phải là điều bất ngờ, nhưng điều mà hầu như người nuôi tôm nào cũng bức xúc đó chính là lý giải mập mờ từ phía các vựa thu mua. Trên thị trường, tôm hùm được mua chia thành 3 loại. Loại 1 mỗi con nặng 1 kg trở lên, loại 2 từ 8 lạng đến 1 kg và loại 3 từ nửa lạng đến 8 lạng. Cuối năm ngoái, khi các vùng nuôi nhiều tôm loại 2, loại 3, các đầu mối thu mua tung tin thị trường cần tôm loại 1, họ đột ngột tăng giá tôm loại 1. Thế vậy, nông dân dồn vốn đầu tư để nuôi tôm loại 1. Lúc này, vùng nuôi nhiều tôm loại 1 thì ngay lập tức các đầu mối thu mua lại cho rằng thị trường cần tôm loại 2, loại 3 và ngay lập tức ép giá tôm hùm loại 1 xuống. Người ta mua không có ổn định. Các khi mình cái tôm mình loại 1 á, thì người ta lại đòi mua loại 2, loại 3. Nói chung là thất thường, tùy theo thương lái người ta quyết định giá cả cho người nuôi, mình không có quyết định được cái gì. Ai là người đưa ra giá thu mua tôm hùm? Liệu nhu cầu trên thị trường không cần tôm loại 1 có phải là sự thật hay không? Không nông dân nào biết được. Ngay cả các ngành chức năng cũng không thể kiểm chứng, bởi thị trường tôm hùm được bán qua nhiều khâu trung gian để cuối cùng xuất khẩu theo con đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Đối với con tôm hùm này là chỉ có là đi bằng đường tiểu ngạch, cho nên các cái đầu nậu là họ ép người dân là giá cả thì do họ quyết định. Đó. Cho nên cái vấn đề này địa phương chúng tôi đã kiến nghị thu mua cho cái con tôm hùm của bà con nhân dân là được ổn định đó, bằng cái đường chính ngạch. Tính trung bình mỗi năm, vùng nuôi tôm hùm Nam Trung Bộ đưa ra thị trường 2.000 tấn. Lẽ ra người nuôi tôm hùm sẽ có lãi cao với loại thủy sản rất có giá trị này. Nhưng thực tế không như vậy. Mấu chốt ở đây là mặc dù hơn 90% sản lượng tôm hùm để xuất khẩu, nhưng lại xuất khẩu theo con đường tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc với cách thức thu mua xuất khẩu thiếu ổn định. Cái đầu tiên nhất chúng ta phải quan tâm là chúng ta phải xem coi cái thị trường của chúng ta hiện nay có phải chăng là đang xuất sang cho một cái thị trường thứ hai, rồi từ thị trường thứ hai sang cho một cái thị trường thứ ba. Thì như vậy nếu mà được chăng thì chúng ta phải trực tiếp làm việc, có thể xuất trực tiếp đi. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải tính toán đến cái sản lượng nuôi của mình trên một cái đơn vị để từ đó chúng ta có cái những cái hoạch định rõ ràng hơn. Sẽ còn mất thời gian với nhiều giải pháp đồng bộ mới có thể tạo ra sự ổn định trên thị trường tôm hùm, loại thủy sản có mức đầu tư lớn, giá trị cao. Còn trước mắt, nông dân có thể làm được gì trước sự thay đổi đến khó lường của thị trường thu mua tôm hùm? Nhất là khi việc thu mua tôm hùm hoàn toàn không có hợp đồng ký kết. Khuyến cáo đưa ra là phát triển vùng nuôi tôm hùm Nam Trung Bộ dựa trên quy hoạch, chủ động sản lượng cung ứng ra thị trường, chứ không nên chạy theo thị trường.